ai là thủ phạm trong thảm án Lệ Chi Viên. Thời ấy, triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ, vợ của Nguyễn Trãi, tội giết vua. Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc. Đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông đã rửa oan cho Nguyễn Trãi. Sau này, nhiều sử gia đã tán đồng với giả thuyết cho rằng chủ mưu vụ án chính là Nguyễn Thị Anh, vợ thứ của vua Lê Thái Tông. Về động cơ, thứ nhất do bà đã có sẵn tư thù với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thứ hai là do thời đó, nhiều người trong triều dị nghị rằng Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và thái tử Ban Cơ không phải là con của vua Thái Tông. Sợ Nguyễn Trãi gièm pha nên bà đã sai người sát hại vua rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi.